Xin chào quý vị và các bạn, mình là Hoàng, chuyên viên tư vấn bán hàng của Kido Asa. Các bạn thân mến, Black Friday là một sự kiện sale vô cùng đặc biệt và lớn nhất trong năm tại Kido Asa. Năm nay thì chương trình Black Friday sẽ được diễn ra trong 3 ngày, có ngày 29 tháng 11, 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12. Như thường niên mọi năm thì chương trình Black Friday sẽ có những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Black Friday năm nay khi khách hàng đến với Kido Asa thì sẽ được hưởng thêm những ưu đãi đặc quyền, đó là mua sắm thiết bị phòng tắm và thiết bị bếp giảm đến 56%. Thứ hai là nhận được hàng trăm các quà tặng cực kỳ giá trị. Và thứ ba đó là khi các bạn đến với Kido Asa thì các bạn sẽ được hưởng những gói dịch vụ chọn gói như giao hàng, lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi các bạn đến với Kido Asa thì các bạn sẽ được trải nghiệm thực tế luôn các sản phẩm về thiết bị bếp, thiết bị phòng tắm, trải nghiệm trực tiếp tại showroom luôn. Các bạn có thể nhanh chân qua showroom của chúng tôi để trải nghiệm những tính năng của sản phẩm và sau đó các bạn có thể quyết định mua sản phẩm đó. Còn bây giờ thì tôi sẽ bật mí các bạn một số sản phẩm sẽ được áp dụng trong chương trình Black Friday năm nay. Một số dòng bàn cầu như chúng tôi đang trưng bày tại showroom đây thì nó sẽ được giảm giá lên tới 35% đối với dòng sứ, một mức chiết khấu cực kỳ lớn. Có những dòng bàn cầu với chế độ xả cực kỳ khỏe, chế độ xả tối ưu nhất hiện tại. Những dòng sen tắm, những dòng sen thừa, những dòng vòi, một số mẫu vòi đây. Những dòng sản phẩm này nó sẽ đến từ các thương hiệu như Toto, Inox, Glohe. Và đặc biệt là những mẫu sen nhiệt độ được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Nhật Bản. Các bạn có thể chiêm ngưỡng ngay tại showroom của chúng tôi. Có thể các bạn có thể đến tham khảo trước hoặc và các bạn có thể trực tiếp chốt tại thời điểm chương trình diễn ra thì mức giá sẽ vô cùng ưu đãi. Nó có thể giảm giá lên tới khoảng 40% những dòng sản phẩm này. Và đến với chương trình Black Friday năm nay, những sản phẩm thiết bị bếp cũng có những ưu đãi rất là lớn. Đặc biệt là về những dòng chậu rửa hút mùi. Đây, chúng tôi đang trưng bày đây, có những dòng hút mùi. Ví dụ đây là thương hiệu của Bosch, đến từ thị trường Đức. Những dòng chậu rửa có inox và chậu đá, những dòng vòi. Và một vật dụng không thể thiếu trong các gia đình hiện đại bây giờ, đó là những dòng máy rửa bát. Thì đến với dịp Black Friday năm nay thì những dòng máy rửa bát cũng được có những mức chiết khấu cực kỳ là cao và những mức ưu đãi sale khủng luôn dành cho những dòng máy rửa bát này. Đây những dòng máy rửa bát của Bosch xuất xứ tại các thị trường của các nước châu Âu. Đây với rất nhiều mẫu mã sản phẩm chúng tôi đang trưng bày tại showroom. Kido Asa năm nay sẽ áp dụng rất nhiều mặt hàng trong dịp Black Friday. Đó là những dòng bếp từ, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, rồi là bếp ga. Thì các bạn có thể xem trực tiếp những mẫu chúng tôi đang trưng bày đây. Có những dòng xuất xứ từ thị trường Đức và đặc biệt là những mẫu từ thị trường châu Âu nói chung và những mẫu từ thị trường Đức hoặc là Tây Ban Nha chúng tôi đang có trưng bày ở đây, đến từ các thương hiệu cực kỳ nổi tiếng như Bosch, Loka, TK hoặc là Kata. Vâng, và những vật dụng cũng không thể thiếu nữa trong căn bếp của chúng ta, đó là những chiếc máy lọc nước. Thì ở chương trình Black Friday năm nay thì chúng tôi có áp dụng những ngành hàng liên quan tới Aerosmith, Mitsubishi, Rinsui hoặc là Kangaroo. Thì các bạn có thể tham khảo được rất nhiều mẫu máy lọc nước. Chúng tôi cũng có đang trưng bày trực tiếp tại showroom. Đây là những dòng máy lọc nước Aerosmith chúng tôi đang trưng bày đấy ạ. Ngoài những ưu đãi từ hãng ra thì chúng tôi sẽ có thêm những ưu đãi từ phía nhà cung cấp. Đó là những về phần bảo hành, về phần dịch vụ, về phần quà tặng đi kèm những sản phẩm này. Vâng, đó mới chỉ là một trong hàng trăm những sản phẩm mà chúng tôi bật mí với các bạn trong chương trình khuyến mại Black Friday năm nay. Các bạn hãy click vào đường link phía dưới bài post này để xem chi tiết những sản phẩm chúng tôi áp dụng trong chương trình Black Friday năm nay. Hoặc là các bạn có thể gọi đến số tổng đài 1900 545594 để được tư vấn và giải đáp về các chương trình khuyến mại của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.